Em Sơn Lâm, kênh Nhà Đất Gia Lai. Xin mến chào đến toàn thể quý anh chị và các bạn. Hôm nay em tiếp tục giới thiệu đến quý anh chị và các bạn một lô đất mặt tiền đường tại thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai ạ. Hướng này chúng ta thông về trung tâm thị trấn Chư Sê khoảng 2 km, trường chợ quý anh chị nhé. Và cũng là hướng chúng ta thông đi về Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Dương, Bình Phước quý anh chị. Ở đây là quốc lộ 14A, tuyến đường Bắc Nam. Xe cộ rất là đông đúc và dân cư ở đây cũng rất là đông luôn quý anh chị nhé. Và cái hướng ngược lại đây là chúng ta thông đi về trung tâm thành phố Pleiku, Gia Lai ạ. Từ vị trí này chúng ta đi về trung tâm thành phố Pleiku, Gia Lai khoảng 35 km quý anh chị nhé. Đấy, đất chúng ta là nằm tại đường quốc lộ 14A luôn, rất là đẹp quý anh chị. Và lô đất mặt tiền đường em muốn giới thiệu đến quý anh chị có sẵn một căn nhà như thế này. Căn nhà gia chủ xây một trệt một lầu rất là kiên cố quý anh chị nhé. Em sẽ đứng lệch sang bên này để quý anh chị chúng ta quan sát được cái cạnh căn nhà chúng ta nhé. Căn nhà chúng ta xây một trệt một lầu và ở trên thì gia chủ đang ở và ở dưới là gia chủ đang kinh doanh quý anh chị nhé. Đấy, tổng diện tích bề ngang của chúng ta là được 9,5m và tổng diện tích sử dụng của chúng ta là 365,6m quý anh chị nhé. Đất chúng ta toàn bộ là thổ cư hết, là toàn bộ là đất ở đô thị là thổ cư hết quý anh chị nhé. Vâng, bây giờ mời quý anh chị theo em vào bên trong, em sẽ quay cho quý anh chị chúng ta xem về cái công năng sử dụng nhé. Đây, quý anh chị quan sát một trệt một lầu và căn nhà chúng ta xây dựng rất là cao ráo và kiên cố và đẹp luôn quý anh chị nhé. Một bên là gia chủ để ở, một bên là kinh doanh quý anh chị nhé. Và tổng cái tài sản này hiện tại gia chủ đang gửi em bán với giá là 3 tỷ 400 triệu quý anh chị nhé. 3 tỷ 400 triệu giá còn thương lượng và bao sổ sách cho quý anh chị luôn. Đây anh chị này, bên này là căn nhà ở của chúng ta, thì phía trước là gia chủ để xe và có cái cầu thang đi lên tầng tầng trên nhá. Đấy, ở dưới bên này là một tầng trệt, bên này là gia chủ đang làm cái không gian này là để kinh doanh. Bán luôn rồi anh, rồi lát coi luôn rồi. Và hiện tại thì gia chủ đang kinh doanh xưởng may anh chị này. Đấy, hôm nay là công nhân đang nghỉ lễ ngày 20 tháng 11, thì tất cả những cái xưởng may này thì gia chủ đang kinh doanh ở cái không gian này, và cái không gian này gia chủ xây theo hình thức là để kinh doanh rất là rộng. Ở đây rất là rộng quý anh chị nhé. Đây em sẽ đi vào bên trong em quay cho quý anh chị xem. Và đất chúng ta thì phía sau có nở hậu một chút quý anh chị nhé. Đấy quý anh chị, ở đây thì kinh doanh buôn bán thì rất là rộng rãi và thuận tiện luôn quý anh chị nhé. Đường quốc lộ 14A và những cái không gian gia chủ xây dựng này rất là kiên cố luôn quý anh chị nhé. Tổng diện tích của chúng ta là 235,6m, thổ cư toàn bộ quý anh chị nhé, đất ở đô thị. Rồi bây giờ em sẽ đi vào, em sẽ đi lên trên tầng em quay cho quý anh chị cái công năng sử dụng ở trên tầng nhé. Đây những cái độ nội thất này là mình tặng luôn cho khách chứ hả, bàn ghế này đúng không? Rồi và đây là cái căn bên cạnh mà lúc em đi quay ở bên ngoài vào thì anh chị quan sát này. Phía trước là gia chủ để xe nhé. Đấy, phía trước để xe này, phía trước để xe, và trên này là cái không gian gia chủ ở nhé. Đấy em sẽ đi đi lên trên tầng em quay cho quý anh chị chúng ta xem cái công năng sử dụng ở trên tầng. Đây quý anh chị. Rồi, em đã bước lên trên đến cái tầng của chúng ta rồi. Ở khu vực này thì gia chủ làm rất là kiên cố và đẹp luôn. Những cái bức tường của chúng ta ở cái khu vực này gia chủ là ốp bằng đá hết này. Toàn bộ là đá hoa cương hết quý anh chị nhé. Rồi, em sẽ quay cái không gian đằng trước nhé. Đây, trên này có cái ban công này. Trên này có cái ban công gia chủ trồng những cái dạng cây bonsai để trên này nó rất là
là đẹp quý anh chị nhé. Đây em đứng ở trên em quan sát rồi hết cái trung tâm thị trấn của chúng ta luôn quý anh chị này. Đây đang em đang đứng ở trên cái ban công, cái sân thượng ở trên này anh chị. Đấy. Phía trước thì gia chủ làm cái hình thức trang trí ở cái mặt tiền này cũng rất là đẹp và lịch sự nhá. Đây bên trong này có cái phòng khách này. Bên trong có cái phòng khách mà chủ đang chưa mở cửa nên em sẽ không đi vào, em quay, em sẽ quay cái phía sau trước này. À đây, cái phía trước này, em đi vào cái cửa sau vào cái phòng khách này. Đấy, đây là cái phòng khách của chúng ta, anh chị xem có lịch sự không, lịch sự không ạ? Rất là đẹp của anh chị nhé, đây, trần. Và bên cạnh đây một phòng ngủ nữa này. Bên nhà chúng ta có 3 phòng ngủ của anh chị nhé, có 3 phòng ngủ luôn ạ. Đây, đây là phòng ngủ thứ hai đây anh chị nhé. Đây là phòng ngủ thứ hai và cái không gian ngoài đây là cái phòng ăn nhé. Phòng ăn là liền kề với khu vực nấu luôn này, nấu bếp ga chậu rửa. Và liền kề ở đây lại có một phòng phòng ngủ đấy này. Đấy. Đây là phòng ngủ nữa. Và chạy dài ra phía sau một chút thì có cái không gian bên này là nhà tắm, nhà vệ sinh các quý anh chị nhé. Đấy, nhà tắm, nhà vệ sinh này, rất là lịch sự và đẹp luôn quý anh chị nhé. Đây, đây là nhà vệ sinh này. Nhà vệ sinh bên này nhé. Toàn bộ là trần gọn gàng sạch sẽ hết. Và bên cạnh đây là phía sau có cái cửa đi ra nhé. Đây, có cái cửa đi ra, đây là chúng ta để phơi đồ nhé. Khu vực này khu vực chúng ta phơi đồ này. Có thể quan sát hết phía sau đây. Đây phía sau của chúng ta quan sát được hết dân cư ở xung quanh của anh chị nhé. Đấy, đây là cái cửa phía sau này. Nhà chúng ta là xây hết đất rồi của anh chị nhé. Rồi bây giờ em sẽ đi xuống dưới. Và quý anh chị nào quan tâm thì liên hệ ngay cho em theo số điện thoại 0822 727 679. Và cũng là số Zalo của em nhé. Với mức giá gia chủ đang gửi em bán là 3 tỷ 400 triệu quý anh chị nhé. Vâng, 3 tỷ 400 triệu là giá còn thương lượng và bao sổ sách cho quý anh chị nhé. Quý anh chị nào quan tâm thì liên hệ ngay cho em ạ. Và bây giờ em cũng xin phép được kết thúc video ở đây. Xin chào, hẹn gặp lại quý anh chị ở những video tiếp theo nhé.